Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, v.v. Theo luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007 quy định, thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ. Theo đó, thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Cách tính thuế, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%. Họp mà cổ đông thì được nhận cổ tức là 100 triệu, nhưng mà thực tế nhận chỉ có 95 triệu thôi. Nhưng mà không hiểu được là có phải là bên doanh nghiệp là giữ lại số tiền đấy để nộp thuế cho nhà nước hay không? Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007 thì trường hợp cá nhân nhận được cổ tức từ việc mua cổ phần thì cá nhân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân nhận được cổ tức từ việc góp vốn mua cổ phần thì doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cá nhân. Trừ trường hợp mà cá nhân tự khai thuế theo trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn. Thuế của anh trai anh phải đóng trong trường hợp này là cụ thể nó như thế nào? Vâng ạ, cũng theo quy định tại thông tư số 11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp mà anh trai của anh ấy thì sẽ phải áp dụng mức thuế suất theo biểu thuế toàn phần đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5% anh ạ. Và cái thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn sẽ là thời điểm mà công ty trả cổ tức bằng tiền cho cá nhân anh ạ. Cái này khó đấy. Làm sao để biết được mà bên doanh nghiệp đã nộp thuế cho anh trai anh rồi? Việc đó thì anh không phải lo đâu anh ạ. Tại khoản 2 điều 25 thông tư số 111/2013 cũng đã quy định rất là rõ, đó là tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân thì sẽ phải có trách nhiệm là cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ anh ạ. Ngoài ra thì khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân rồi thì công ty cũng phải có trách nhiệm tổng hợp cái số tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ để kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước anh nhé. Như trong trường hợp mà doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ khai thuế, nộp chậm tiền thuế này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định anh ạ. Theo luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007 quy định, thu nhập từ đầu tư vốn chịu thuế bao gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu chính phủ. Theo đó, thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Cách tính thuế, số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 5%. Họp mà cổ đông thì được nhận cổ tức là 100 triệu, nhưng mà thực tế nhận chỉ có 95 triệu thôi. Nhưng mà không hiểu được là có phải là bên doanh nghiệp là giữ lại số tiền đấy để nộp thuế cho nhà nước hay không? Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân số 04/2007 thì trường hợp cá nhân nhận được cổ tức từ việc mua cổ phần thì cá nhân sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp cá nhân nhận được cổ tức từ việc góp vốn mua cổ phần thì doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn sẽ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cá nhân. Trừ trường hợp mà cá nhân tự khai thuế theo trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn. Thuế của anh trai anh phải đóng trong trường hợp này là cụ thể nó như thế nào? Vâng ạ, cũng theo quy định tại thông tư số 11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp mà anh trai của anh ấy thì sẽ phải áp dụng mức thuế suất theo biểu thuế toàn phần đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5% anh ạ. Và cái thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn sẽ là thời điểm mà công ty trả cổ tức bằng tiền cho cá nhân anh ạ. Cái này khó đấy. Làm sao để biết được mà bên doanh nghiệp đã nộp thuế cho anh trai anh rồi?
À, việc đó thì anh không phải lo đâu anh ạ. Ừ. Tại khoản 2 điều 25 thông tư số 111 năm 2013 cũng đã quy định rất là rõ, đó là tổ chức cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân thì sẽ phải có trách nhiệm là cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ anh ạ. Ngoài ra thì khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân rồi thì công ty cũng phải có trách nhiệm tổng hợp cái số tiền thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ để kê khai và nộp vào ngân sách nhà nước anh nhé. Nhưng trong trường hợp mà doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ khai thuế, nộp chậm tiền thuế này thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định anh ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303 hoặc địa chỉ email hienluotsu1003@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvukế toán.vn hoặc đổisaluật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.